Bạn biết không, đôi khi từ những sai lầm tưởng như nghiêm trọng trong cuộc sống là có thể tạo ra những câu chuyện nhiều màu. Và tình yêu của Zedro cùng Julie chính là phép màu phát sinh từ náo loạn tại vương quốc cầu tuyết. Julie là tinh linh mùa hạ đang tất bật trong cuộc du ngoạn khám phá thế giới thì bị lạc vào lỗ thủng trên bầu trời của vương quốc cầu tuyết do Krampus tạo ra. Lần đầu đi du lịch ngoại quốc, Julie đầy bỡ ngỡ trước cảnh tượng khác hẳn khu rừng mùa hạ trước đây của mình. Là tuyết. Ôi, mình được chạm vào tuyết rồi. Dù thời tiết đang ấm nóng dần lên, nhưng rất nhiều khu vực băng tuyết vẫn chưa tan hết. Những rắc rối bắt đầu khi cô gái nhỏ Julie bị trượt té. Cánh suýt đông lại vì bất cẩn, chẳng thể bay lên. Đúng lúc Julie đang hoảng loạn, nghĩ mình sẽ bị kẹt ở nơi quái quỷ này mãi mãi, thì gặp được Zedro, chàng trai thần dân ở quả cầu tuyết. Zedro đồng ý cùng Julie tìm cách trở về. Thậm chí anh còn trở thành hướng dẫn viên đưa Julie đi thăm thú xứ sở mùa đông. Chưa gì được ngay thì hãy tận dụng thời gian để có trải nghiệm hiếm có đi nào. Trải qua suốt cả ngày ở cạnh nhau, tuy rằng chưa thể thành công đưa Julie trở về được, nhưng họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Đúng lúc cả hai ngập ngừng muốn bày tỏ lòng mình thì mùa đông đã quay trở lại. Chúng ta cần đến chỗ công chúa Ballet và hoàng tử Edward. Nàng cần quay trở về. Họ luyến tiếc rời xa nhau mà chẳng kịp nói nỗi lòng. Không ai để ý một chút bướm tuyết đã đậu lên vai Julie, theo cô về thế giới của mình. Trở về thế giới thuộc về mình đã lâu, nhưng cả Zedro và Julie đều không thể quên được nhau. Họ thường ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong khu rừng ở thế giới của mình để bộc bạch tâm sự. Sáng đó, một chú bướm màu trắng tinh đậu lên vai Julie. Bướm tuyết, tại sao nó sống ở nơi nóng bức như này được nhỉ? Ta nhớ trước nay nó chưa từng xuất hiện ở khu rừng này mà. Bướm tuyết ơi, nhìn em thật giống như bông tuyết ở vương quốc của chàng ấy. Mùa hạ nhớ mùa đông, nỗi nhớ cứ chất chồng, gửi gió mây gửi nắng, liệu người có biết không? Chú bướm nhận được nụ hôn của tinh linh mùa hè thì sáng lên lấp lánh. Chú bay lượn vài vòng rồi đâm thẳng vào gốc cây. Julie chưa kịp hét lên ngăn cản thì chú bướm đã hoàn toàn biến mất, như thể đi xuyên qua gốc cây đó rồi. Ở thế giới cầu tuyết, Zedro cũng đang dựa lưng vào gốc cây cổ thụ thì nghe thấy tiếng nói êm ru của người thương. Là tiếng của Julie. Julie, làm sao có thể chứ? Đúng lúc đó, từ gốc cây, chú bướm tuyết lóng lánh bụi tiên bay vụt ra. Hai người cùng lúc bàng hoàng tiến đến gần, đặt tay lên gốc cây cùng lúc. Kỳ lạ thay, gốc cây sáng lên và mở ra một cánh cổng. Hả? Một cánh cổng sao? Có chuyện gì thế này? Zedro, là chàng đấy phải không? Chàng ở phía bên kia cánh cổng. Cả hai gặp nhau mừng rỡ khôn nguôi. Đột nhiên, gốc cây rung lắc dữ dội, cánh cửa không gian mở tung thật lớn. Từ đó tràn ra biết bao là những nhân vật bị hút vào, đến từ các thế giới khác nhau, đồng thời mang theo những chuyển biến khác lạ về thời tiết. Chuyện gì thế này? Gió mùa xuân, nắng mùa hạ, hoa anh đào, lá thu đỏ. Ôi, mọi thứ rối tinh lên rồi. Ồ, lạ thật. Nhưng giờ thế mà nhìn xem, Julia, nàng không còn bị đóng băng nữa. Trong
lúc đó tại cung điện, hoàng tử Edward thấy tình hình hỗn loạn, đoán được là cánh cổng không gian bị mở ra, định chạy đi đóng lại. Nhưng công chúa Ba Lê ngăn cản. Khoan đã nào, chàng nhìn xem, lần này khác mà, người dân khắp vương quốc đều thích thú đón nhận sự chuyển biến. Cơ hội này không nhiều, chúng ta nên thoải mái một chút, đóng lại sao cũng chưa muộn mà chàng. Hoàng tử đồng ý, cả hai cùng tham gia lễ hội thú vị chưa từng có này. Zedro và Julie cũng vậy, họ nắm tay nhau trải qua tất cả các lễ hội trong một năm, như là Halloween. Valentine. Hoặc là lễ phục sinh với không khí mùa xuân ấm áp nữa. Đang lúc mọi người đều vui vẻ, thoải mái, bầu trời bỗng tối đen lại. Xa xa một quái vật lốc xoáy khổng lồ với sức tàn phá khủng khiếp đang tiến đến dần. Chính sự hỗn loạn các mùa khiến thời tiết biến đổi tạo ra quái vật. Mau lên, quay lại gốc cây, đóng lại cánh cổng thần bao. Julie, mau trở về rừng thôi, ở đây quá nguy hiểm. Không được, giờ mà ai cũng đi thì vương quốc cầu tuyết biết phải làm thế nào bây giờ. Đó không phải việc chúng ta cần nghĩ đến. Quan tâm đến cái thân yếu ớt của em đi. Ở lại tất cả sẽ tan tành mất. Quái vật lốc xoáy được tạo ra vì sự hỗn loạn biến đổi của các mùa đột ngột. Ai đã sang đến đây rồi cũng là người phải có trách nhiệm. Không chỉ tiên mùa hạ, tất cả mọi người qua lời thuyết phục của Zedro và Julie đều hiểu ra rằng với sức tàn phá khổng lồ của quái vật, nếu không giải quyết triệt để, nó sẽ thông qua cánh cổng lan sang các thế giới khác. Họ nói đúng, ta sẽ ở lại cùng dọn dẹp đống hỗn độn này. Rất nhiều người xung quanh cũng đã cảm mến con người và vùng đất này, nên sẵn sàng ở lại góp sức. Tuy không phải tất cả, nhưng đã tạo được hiệu ứng lan truyền. Việc đầu tiên cần làm là đưa người dân bình thường vào lâu đài trú ẩn. Công chúa Ba Lê dẫn đầu đoàn người này. Những nhân vật có phép thuật như tinh linh, công chúa tuyết, ông già Noel thì trực tiếp ở lại để khắc chế quái vật. Các tinh linh mùa hạ cùng tạo ra luồng khí nóng phía trước quái vật để chuyển hướng đi, ngăn không cho nó đến gần lâu đài. Đồng thời họ trêu tức, dẫn dụ nó đến mảnh đất trống nơi không có người dân. Tinh linh mùa xuân, đến lượt các cậu. Ngay khi các tinh linh mùa hạ bay đến, tinh linh mùa xuân lập tức chuyển lượng nước khổng lồ từ sông lên. Công chúa tuyết làm phép khiến chúng đông cứng lại, tạo thành bức tường kiên cố. Quái vật khổng lồ quả thật không thể tiếp tục đi sâu hơn. Mọi người chưa kịp vui mừng thì bức tường nứt ra rồi tan thành trăm mảnh. Quái thú chậm rãi bước về phía các tinh linh và công chúa tuyết. Quái thú gầm lên man rợ, mỗi bước chân như thể muốn đè bẹp những kẻ ngáng đường. Quái vật lốc xoáy, ta sẽ không để ngươi hại nạn. Ủa, chân quái vật nhẹ đến nỗi không có cảm giác gì hả? Thì ra chứng kiến năng lực của Rambus ở Giáng sinh trước, Zedro đã nhanh trí đến cầu cứu nhân vật này. Các chị, mau tiêu đốt nó. Trong lúc Rambus dùng phép thuật cản quái vật lốc xoáy, các tinh linh mùa hạ hợp sức để khiến nó tiêu tan. Tất cả nín thở theo dõi hiệu quả. Giây phút lốc yếu đi, biến thành hơi nước bay lên, mọi người ôm nhau hạnh phúc. Để ngăn sự việc tương tự xảy ra, thần dân ở các vùng đất nhanh chóng quay trở về nhà. Lại một lần nữa, Zedro và Julie phải bệnh rịn chia tay nhau, có thể là mãi mãi. Dù ở đâu đi chăng nữa, mong nàng nhớ, vẫn luôn luôn có người yêu thương nàng. Ta cũng vậy, chàng nhất định phải sống thật hạnh phúc. Chứng kiến cảnh đó, ai ai cũng đều xúc động, thương tiếc cho đôi tình nhân trẻ. Ta nghĩ ta cần phải thông báo quyết định đây. Thay vì phong ấn cánh cổng mãi mãi, ta và công chúa quyết định sẽ nhờ ngài Rambus khóa lại. Mỗi năm mở ra 4 lần vào 4 ngày giữa các mùa. Tuy nhiên, để tránh tình trạng ồ ạt xuất hiện khiến khí hậu biến đổi, chỉ những sứ giả đạt thành tích tốt nhất tại các vùng đất mới có cơ hội sang giao lưu.
Zetro, chàng nghe gì không? Vậy là chúng ta có cơ hội gặp nhau rồi. Nhất định phải cố gắng để có thể gặp nhau tất cả các mùa nhé. Không dễ vậy đâu anh bạn, còn cần phải vượt qua bọn ta nữa. Ta cũng cần gặp người thương mến mà. Những người bạn mới quen từ mọi vùng đất trao nhau vật đặc trưng ở vùng đất của mình trước khi bước qua cánh cổng. Ta thật sự chẳng thích sự chia ly chút nào. Nhưng chúng ta đều biết đây không phải là kết thúc. Chia ly đôi khi trở thành động lực để mọi người cố gắng nhiều hơn.